lên, lẹ lên. Cẩn thận chú nha. Lẹ lên hả? Lên. Kìa, kêu họ nhanh tay một chút đi. Lẹ lên đi, lẹ lên. Lẹ lên, lẹ lên. Cẩn thận. Lẹ lên. Mau lên hả? Lẹ lên đi. Mau lên. Ê, cẩn thận nha. Cẩn thận chú nha. Cẩn thận. Mau lên. Cẩn thận chút rồi. À, chúng ta chở nhà phiến này tới Quảng Châu rồi, sẽ hốt bạc không ít đâu nè. Đúng vậy, mình phải làm cho nhanh tay. Ghe này nha, để chờ lâu lắm rồi. Bây giờ lên thuyền, mau lên. Mau lên thuyền. Lên. Được rồi, nhổ neo. Thuyền nhà phiến đã tới rồi. Chứ cần ngày nào còn nhà phiến thì người án mình sẽ đi vào. Các anh em chuẩn bị, chúng ta sẽ đốt sạch mấy nhà phiến này. Dạ. Hàng đã xuống sông chưa? Đầy đủ hết rồi. Đừng tới lúc chết à. Đại ca, cây đại nhân, 50,000 lượng nhà phiến đã bị đốt sạch rồi, kêu chúng tôi làm sao đây ha? Người đừng lo, về bên tổn thất của người Tây Dương, ta sẽ chịu hết hoàn toàn tổn thất cho họ. Ê, đám phản tặc này nhắm vào số Á Phiện đó mà. Nếu như còn lần sau nữa, tiền bạc là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là quan trọng đó. Lỡ như mà người Tây Dương chưa có chuyện này, hỏi đại nhân làm sao mà gánh nổi chứ. À, đại nhân cũng biết mà, bọn người Tây Dương khó hầu hạ lắm đó. Lỡ như mà họ đá động tới triều đình. Đám phản tặc hội thiên địa ngày nào chưa diệt trừ thì mình không có ngày yên ổn. Làm phiền người thay thế cho bổn hoàng nói dài lời với các người Tây Dương giùm đi ha. Bổn hoàng nhất định sẽ có hành động để tỏ lòng. Tiêu Xuân Niên, tuy chức có. Từ nay trở đi, người cho người đi điều tra về việc này. Ta phải sang bàn hết tất cả thế lực của hội thiên địa. Hãy có người nào khả nghi thì cứ giết thẳng tay, đừng sốt tên nào. Tuân lệnh. Có chuyện này sao? Phải, tôi nghe một đám anh em ra tỉnh thành buôn bán dịnh nói, bây giờ quân Thanh đang lùng bắt người bừa bãi, nếu có phản kháng thì cho họ là người của hội thiên địa, rồi giết họ tại chỗ. Giết người tại chỗ thì là giết người bừa bãi mà. Đám con chó này lâu nay vẫn cấu kết với bọn Tây Dương buôn bán Á Phiện, lần này bị tổn thất nặng như vậy họ không bỏ qua đâu. Kỳ anh tên nhân tặc này, ta thiệt hối hận năm xưa cũng giết chết không. Vệ Trinh, em đang nghĩ gì vậy? Tiêu đại ca, anh nói Diệp Đốc Nha Phiến là người của hội thiên địa làm hả? Phải. Sư phụ ghét nhất là mối quả Á Phiện, ta nghĩ chắc là sư phụ làm đó. Sư phụ của em, lần đó sau khi em bị thất lạc với sư phụ ở bến đò, em vẫn không biết sống chết của họ. Bây giờ coi bộ chứ họ vẫn chưa chết. Hồng đại ca, em ra ngoài kiếm họ. Em đó cô nương, bây giờ lính thành đang lùng bắt chúng ta, hơn nữa tôi đoán ác độc, nếu như bắt được chúng ta thì e rằng mình sẽ bị. Không sai, Tú Thành nói đúng đó. Nếu như em thật sự muốn đi, anh đi chung với em. Không được, bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, nếu em đi với anh sẽ càng không yên lòng.
Chỉ cần vào được trong thành, liên lạc với người của hội thiên địa, em sẽ không sao đâu. Nhưng mà chỗ này còn nhiều việc để anh làm, anh hãy yên tâm. Em xin hứa với anh là sẽ hết sức cẩn thận và bình an trở về. Đỗ cô nương à, cô phải cẩn thận đó nha. Đi mà, 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 đi mà. Vậy công tử nãy có gì chỉ dạy hả? Ta định mua một bức tranh vẽ. Trên phải có thiền, dưới phải có địa, dưới đất sơn hòa với thủy, trên thuyền có một ngư ông. Không biết ông có hay không? Vì công tử này quả nhiên là một kẻ phong nhã, nhưng không biết trong nhà có trồng cây quái gì không hả? Chỉ trồng một ít hoa sen thôi. Được, thì ta bán rẻ cho cậu nha. Loại tranh mà cậu muốn tìm, nhưng mà ta có nhiều tranh lắm, không biết tranh nào mới vừa ý cậu. Hay là dạy đi nha, đi về với tôi rồi từ từ chọn đi nha. Ai đó? Dưới đất sơn hòa với thủy, trên thuyền có một ngư ông. Mời vô. A La đại ca, có ai tới kìa? Sư phụ. Huệ Trinh. Đệ tử Huệ Trinh bái kiến sư phụ. Đứng dậy, đứng dậy. Quý vị tới đây thì hay quá. Qua đây ngồi đi. Huệ Trinh ngồi đi. Mấy tháng nay con đã đi đâu vậy? Sư phụ đi tìm hoài mà không gặp con. Con bị quan lính rượt bắt, bây giờ đang núp ở một nơi rất an toàn. Tú Toàn à, về mình cũng định như vậy nha. À được. Hồng đại ca, em về tới rồi. Huệ Trinh. La đại ca, Trương đại ca, Điền đại ca. La sư phụ, các vị được bình an thì là hay quá. Ta kêu người chuẩn bị cơm nước nha. Khỏi cần đi, Huệ Trinh không có nói với ta là các người đều ở đây. Nếu như biết được thì không dám tới làm phiền đâu. Xin đừng nói vậy, chỗ này rộng rãi lắm. Hay là ở lại đây đi. Ê, chúng tôi còn việc lớn phải làm, vài bữa nữa chúng tôi phải đi nha. Sư phụ à. Huệ Trinh, mấy tháng nay con đã ở chung với bộ người Hồng Tú Toàn à? Sư phụ, chúng con cũng bị bọn lính thanh rượt bắt, nên giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Ê, không cùng đường thì không đi chung. Con đã biết họ chỉ nói lý luận không được thực tế mà, tại sao con đi theo họ làm gì chứ? Đạo lý của Hồng đại ca cũng đâu có phải là sai, cũng là khuyên người hướng thiện mà thôi. Tại sao con nghe lời của hắn làm gì chứ? Sư phụ, Huệ Trinh đã tính phụng Thượng Đế làm lễ vào giáo. Cái gì? Con đã làm lễ vào giáo rồi? Con không nghe sư phụ mà đi nghe ông Tú Toàn nói bậy nói bạ. Con tưởng nó thiệt là con của Thượng Đế hay sao? Sư phụ tưởng là các người đàn bà tầm thường mới bị nó gạt thôi, không ngờ cả con bị hắn gạt nữa. Hồng đại ca là người trung hậu, không phải là người xấu đâu. Bấy lâu nay thiên phụ đã cho con nhiều lòng tin. Cấm miệng lại đi. Cái gì Thượng Đế? Rõ ràng là mấy giáo tà của bộ người Tây Dương. Còn nha, từ nay cũng được nhắc tới hội bái Thượng Đế trước mặt sư phụ nữa. Đây là chỗ của chúng tôi, kính bái thiên phụ. Cái tên của Thượng Đế dĩ nhiên là được nhắc tới hoài rồi. Ngươi có thể tự mình đừng nghe, nhưng không thể cấm người ta nói. Tôn Kiều, chưa có ai sửa đồ chúng tôi, Hồng cô nương tốt nhất đừng nhúng tay vào. Không được, với thiên phụ chúng tôi là chị em tốt,
Chuyện của chị ta nhất định phải xen vào. Đỗ cô nương à, người ta không thích nghe mình nói thì mình đi chỗ khác nói đi. Tôn Kiều, đi đi. Tôn Kiều. Đám người gì đó không? Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.